Xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay là em lại tiếp tục lên sóng cho bác một mẫu đẩy Crown A800 nữa nhé, chạy mạch con H. Thì phiên bản này hiện tại em đang để cho bác với mức giá là 2 triệu 300 nghìn đồng các bác nhé. 2 triệu 300 nghìn đồng là các bác đã sở hữu ngay một mẫu đẩy Crown rất là đẹp rồi. Hàng này là hàng China các bác nhé, không phải là hàng Mỹ, hàng loại 1 China. Với thiết kế của nó rất là đẹp và thương hiệu của Mỹ thì là rất để trong nhà thì nó rất là sang trọng các bác nhé. Đây là đằng sau của nó, chiếc đẩy size 2U này, cho các bác nào thích kiểu hầm hố. Đấy, chiếc đẩy Class D này là size 1U. Các bác nhé, size 1U này thì là thế này thôi nhưng mà nó đánh rất là khỏe. Đánh khỏe hơn con Crown này một chút ấy. Và tiếng của nó sạch hơn một chút các bác nhé. Nhưng mà cái này nó là size 1U và sử dụng mạch Class D, hiệu suất là cực kỳ cao. Con dòng này thì nành, dễ sửa, dễ sửa chữa. Tiêu thụ điện năng ở mức bình thường. Con kia thì là tiêu thụ điện năng rất ít, vào 100 ăn đến 90, con này vào 100 nhá, mất suy hao khoảng 4%. Ok các bác nhá, 2 triệu 300 nghìn đồng, mức giá rất hợp lý. Đôi loa 30 quanh quẩn đánh vô tư các bác nhé. Ngoài sự kiện thì người ta mới cần gọi là công suất là thật sự lớn. Đây dòng sự kiện đây. Đấy các bác nhé. Còn đánh gia đình các bác không quá quan tâm lắm. Là trong mức độ vừa phải, quật vẫn tơi bời, quật rất là căng. Quan tâm liên hệ ngay đến số hotline em ghi ở trên tiêu đề của video các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.